Ngày 30 tháng 8, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức tập huấn chuyển đổi số và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 cho gần 60 học viên đến từ Công đoàn cơ sở các cơ quan đơn vị. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt kiến thức về chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó tập trung vào 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thực hiện chuyển đổi số, Đảng ủy khối đã triển khai ứng dụng công nghệ số vào chỉ đạo điều hành, thông tin, báo cáo và cập nhật, sao lưu dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, công tác kiểm tra giám sát và công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, các học viên đã nắm bắt công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, như nguyên tắc tổ chức, nội dung và các bước thực hiện, công tác bầu cử, thảo luận về các vấn đề liên quan trong các khâu tổ chức đại hội. Ngoài ra, các học viên cũng được hướng dẫn về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội, hướng dẫn công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Qua lớp tập huấn đã giúp cho các học viên nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.